Ban biên tập viên xin được gửi lời chào và cảm ơn từ quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Thiên Việt. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới sau đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Có vẻ như từ lâu người Trung Quốc vốn được cảm hứng với việc tạo ra những thứ to và dài như là bức tượng thanh dài nhất Vạn Lý Trường Thành, hay tuyến đường sắt dài nhất thế giới đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thượng Hải, cây cầu vượt biển ở Sơn Tây dài nhất thế giới, hay là tòa tháp Thượng Hải cao thứ hai thế giới. Trong số đó thì không thể không kể đến con đập siêu to khổng lồ nhất thế giới, đập Tam Hiệp, một con đập từng tạo được sự chú ý cực kỳ lớn của cộng đồng cư dân mạng trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Thiên Việt khám phá về con đập Tam Hiệp và những sự thật không phải ai cũng biết. Quy mô khổng lồ, đập Tam Hiệp là một đập thủy điện nằm chặn sông Trường Giang, tức sông Dương Tử, tại Tam Đảo Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Con đập này được khởi công vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Nó được làm bằng thép và bê tông. Đập thép này kéo dài 2.335m, chiều cao tính tới đỉnh là 185m theo mực nước biển. Trung Quốc đã huy động tới 510.000 tấn thép để xây dựng nên con đập khổng lồ này. Để các bạn dễ hình dung thì số thép này có thể xây dựng được tới 60 ngọn tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. Con đập này được thiết kế để đáp ứng mực nước ở mức 175m hoặc là chạy tới 70.000 mét khối mỗi giây. Để so sánh với trận lũ lụt lịch sử của Trung Quốc vào năm 1998, thì lượng nước này vẫn còn nhiều hơn tới 20.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại thì theo dấu trúc của Trung Quốc, mực nước của con đập ở mức 147m và 26.500 mét khối mỗi giây, đồng nghĩa với việc là đập Tam Hiệp thì vẫn hoàn toàn là an toàn. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình là khoảng 660 km, rộng tới 1,12 km, có thể tích lên đến 39,3 tỷ mét khối, và tổng diện tích bề mặt nước ước tính là 1.045 km², cho phép các tàu hàng hải trọng tải lớn di chuyển 2.250 km về biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Khi hoàn thành thì tổng diện tích ngập nước của bề mặt hồ là 632 km². Để cho các bạn dễ hình dung về độ khủng bố của con đập này thì diện tích hồ Tây chỉ là 5,3 km², tức là bề mặt hồ chứa đập Tam Hiệp rộng khắp khoảng 119,2 lần hồ Tây của Hà Nội. Còn so với con hồ tự nhiên lớn nhất Việt Nam là hồ Ba Bể Bắc Cạn thì diện tích bề mặt là 6,5 km², con số sẽ cỡ khoảng 97 lần. Tôn Trung Sơn, cha đẻ của ý tưởng đập Tam Hiệp, người được coi là cha đẻ của Trung Quốc hiện đại, Tôn Trung Sơn ban đầu đề xuất ý tưởng về đập Tam Hiệp suốt từ đầu năm 1919. Lật đổ triều đại Mãn Thanh của Trung Quốc vào năm 1922, Tôn Trung Sơn đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng, gieo trồng những hạt giống của những gì cuối cùng trở thành Trung Hoa Dân Quốc sau này. Sau một bài báo có tiêu đề là Kế hoạch triển khai ngành công nghiệp của Tôn Trung Sơn, ông đã đề xuất ý tưởng xây dựng một con đập không chỉ giúp kiểm soát lũ sông Dương Tử mà còn thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Thế nhưng ý tưởng này đã bị gác lại bởi hoàn cảnh và điều kiện chính trị cũng như kinh tế không thuận lợi. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông đã hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số địa điểm. Tới năm 1995, dự án bắt đầu được lên kế hoạch chi tiết. Phe ủng hộ thì khẳng định rằng đập nước này sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên bờ sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng vào miền Trung của đại lục. Trung Quốc bảo vệ con đập này như thế nào? Không chỉ mang lại sản lượng điện khổng lồ, đập Tam Hiệp còn giúp điều tiết nước ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Đập Tam Hiệp cũng góp phần nâng cao năng lực vận tải trên tuyến sông Trường Giang. Lượng hàng hóa vận tải qua khu vực Tam Hiệp tăng từ 10.000 tấn đến 50 triệu tấn. Chính vì vậy, Trung Quốc đã bố trí trọng binh phòng thủ với mật độ dày đặc nhất cả nước tại Tam Hiệp. Xung quanh đập Tam Hiệp là lực lượng vũ trang và hệ thống tên lửa phòng thủ túc trực 24/24 giờ, trong đó có nhiều đơn vị khí tài hiện đại nhất của quân giải phóng Trung Quốc như PRC-18, IRC-6, PRC-15S, tạo thành nhiều lớp phòng thủ và bảo vệ không phận từ 20 km cho tới 70 km xung quanh con đập. Tuy nhiên, đây mới chỉ được coi là trạm tiền tiêu phòng tuyến bảo vệ đập Tam Hiệp từ xa. Tất cả các vật thể bay trong phạm vi này đều sẽ bị phát hiện trước khi kịp gây ra bất cứ một nguy hiểm nào cho con đập. Đó là về phòng không. Còn về không quân, Trung Quốc bố trí hai phi đội tiêm kích hùng mạnh nhất của mình tại Trùng Khánh và Côn Minh, tạo thành chiếc ô bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp. Trong đó thì có nhiều chiến đấu cơ hiện đại nhất là J-11AB, Su-27 và tiêm kích J-10. Cùng với các trận địa pháo cao xạ và tên lửa với đất đối không, HQ-9 là trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp. HQ-9 có khả năng chống chọi lại mọi loại tên lửa hành trình, cũng như các loại tên lửa tối tân nhất hiện nay. Các trận địa tên lửa HQ-9, HQ-10 và HQ-6 với số lượng tên lửa lên tới hàng vạn tên lửa đã trở thành tổ hợp phòng tuyến số 2 cho con đập. Tuy nhiên, không chỉ vậy, ngay bản thân chính đập Tam Hiệp cũng là một pháo đài vô cùng kiên cố. Theo các nhà khoa học thì sức mạnh phi hạt nhân duy nhất có thể công phá được đập Tam Hiệp là bom siêu nặng MOP của Mỹ. Tuy nhiên, nếu quả bom này lọt qua được trận địa phòng thủ và tấn công được vào con đập thì cũng chỉ có thể tạo ra được một lỗ hổng dài khoảng 25m, rộng 20m và cao 10m trên vách đập.
Cũng theo tính toán của các nhà khoa học, nếu như bom hạt nhân được thả trúng vào con đập này thì cũng sẽ chỉ tạo ra được một vết nứt hoặc là một vị trí đất gãy cổ đập chứ không thể phá hủy hoàn toàn kết cấu của con đập. Có thể nói rằng đây chính là công trình tường đồng vách sắt của Trung Quốc mất hàng thập kỷ để hoàn thành. Trong nhiều năm, ý tưởng xây dựng một con đập đủ lớn để chặn sông Tương Tử dường như không khả thi. Sau khi Tôn Trung Sơn đề xuất vào năm 1919 thì tới năm 1944 đến năm 1946 đập Tam Hiệp mới được thảo luận tới. Trung Hoa Dân Quốc đã ký hợp đồng với Cục Cải tạo Hoa Kỳ thiết kế con đập này vào năm 1946. Tuy nhiên, dự án này đã nhanh chóng bị hủy bỏ trong cuộc nội chiến Trung Quốc diễn ra sau Thế chiến II. Đã có rất nhiều nỗ lực để xây dựng con đập vào những năm 1980 và trong những năm 1970. Thế nhưng bất ổn xã hội buộc dự án phải hoãn lại, bẵng đi một thời gian, mãi cho tới ngày 14 tháng 12 năm 1994. Chính phủ Trung Quốc mới khởi công xây dựng con đập Tam Hiệp và đưa nó vào vận hành vào năm 2009. Cho tới nay thì vẫn thường xuyên có những điều chỉnh nhất quán có đập được thực hiện. Sản lượng điện khổng lồ, đập Tam Hiệp tạo ra năng lượng gấp 11 lần so với con đập Hoover của Mỹ xây dựng vào năm 1936 và trở thành nhà máy điện lớn nhất thế giới với tổng công suất lắp đặt vào 25.500 MW và công suất xuất phát hành hàng năm có thể đạt 100 triệu MW, chủ yếu là được phân bố khối điện tử các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, Giang Tây, Trùng Khánh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Quảng Đông với mức giá điện lưới là 0,25 nhân dân tệ trên 1 kW. Doanh thu của đập Tam Hiệp từ sản xuất điện sẽ là 25 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,6 tỷ đô la mỗi năm. Đập Itaipu, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới nằm trên sông Parama tại biên giới giữa Brazil và Paraguay, có tổng công suất lắp đặt là 14.000 MW và công suất hàng năm là 90 triệu MW. So sánh với Á Quân, Itaipu, đập thủy điện Tam Hiệp đã vượt xa. Để các bạn dễ hình dung hơn nữa thì đập thủy điện Sơn La hiện là đập thủy điện lớn nhất của Việt Nam và lớn nhất luôn cả Đông Nam Á từ thời điểm khánh thành, có công suất vào khoảng 2.400 MW và sản lượng điện hàng năm chỉ khoảng 10 triệu MW mà thôi, bị trì hoãn nhiều tiền. Kể từ lần đập Tam Hiệp được công bố vào năm 1994, dự án này đã quằn quại trong tranh cãi và trì hoãn. Dự án ban đầu dự kiến được hoàn thành vào năm 2008, thế nhưng chi phí tăng vọt và những mối quan tâm về môi trường tham nhũng cộng với các vấn đề tái định cư tiến độ dự án bị chậm lại và đôi khi bị đình trệ, với người dân địa phương thì hại nhiều hơn lợi. Sự thật là sau khi hoàn thành, tổng cộng đã có tới 1,3 triệu người di rời khỏi các vùng phụ cận công trình này, cùng với đó là 140 thị trấn, 13 thành phố và 1.600 khu định cư, gồm có cả thắng cảnh lịch sử bị dẹp đi để xây dựng đập. Cô máy thần không kiểm soát lũ lụt theo mùa của sông Tương Tử vốn là nỗi khiếp sợ của người dân bản địa. Hết năm này qua năm khác, sông Tương Tử là con sông dài thứ ba thế giới, trải dài 6.357 km trên khắp châu Á. Đập Tam Hiệp giúp giữ dòng sông trong mùa lũ và giúp bảo vệ hàng triệu ngôi nhà cũng như cuộc sống hạ lưu và các thành phố quan trọng nằm liền kề với Tương Tử như là Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Giới chức của Trung Quốc thành lập hẳn một trung tâm để theo dõi và điều tiết nước lũ từ con đập Tam Hiệp này. Họ liên tục theo dõi đo đạc lượng nước thông qua các thiết bị hiện đại. Thông thường, đập Tam Hiệp sẽ xả nước vào mùa đông và mùa xuân năm trước cho tới mùa lũ năm sau. Thường là vào mùa hè họ sẽ tích trữ nước lớn ở hồ để tránh những đợt lũ vào mùa vùng hạ lưu, tác động tiêu cực tới môi trường. Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là ngôi nhà của 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng và khoảng 300 loài cá, cũng như hơn 500 loài động vật xương sống trên cạn. Con đập này không chỉ ảnh hưởng tới các loài này mà còn có cả môi trường sống của chúng, sói mòn hồ chứa đã gây ra lở đất và thậm chí là đe dọa tới những ngành nghề cá lớn nhất thế giới. Con đập quá lớn đến nỗi nó tạo ra hẳn một phi khí hậu, đe dọa hệ sinh thái của cả khu vực. Phi khí hậu là một vùng khí quyển địa phương có khí hậu khác biệt với vùng xung quanh. Ước tính là 70% nước ngọt của Trung Quốc bị ô nhiễm và con đập có thể làm cho nó tồi tệ hơn rất nhiều. Con đập này nằm trên đỉnh các cơ sở xử lý chất thải cũ và hoạt động khai thác, chưa kể là 265.000 gallon nước thải thô bị đắng đọng ở sông Tương Tử mỗi năm, chi phí khổng lồ để xây đập. Chính phủ Trung Quốc ước tính rằng dự án đập Tam Hiệp sẽ có giá là khoảng 180.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 22,5 tỷ đô. Đến cuối năm 2008, chi phí đã đạt 148.365 tỷ tiền tệ, trong đó thì 64.613 tỷ nhân dân tệ được chi cho xây dựng, 68.557 tỷ nhân dân tệ. Ước tính trong năm 2009, chi phí xây dựng sẽ được hoàn trả khi con đập tạo ra 1.000 MW giờ điện, năng suất là 250 tỷ nhân dân tệ. Do đó, việc hoàn trả toàn bộ chi phí dự kiến sẽ xảy ra 10 năm sau khi đập Tam Hiệp bắt đầu hoạt động hoàn toàn. Thế nhưng trên thực tế, toàn bộ chi phí của đập Tam Hiệp được hoàn trả vào ngày 20 tháng 12 năm 2013. Mặc dù vậy, dự án này vẫn từng bị Quốc hội Trung Quốc phản đối vì con số chi phí quá lớn, như việc 140 thị trấn, 13 thành phố và 1.600 khu định cư, gồm có nhiều danh lam thắng cảnh lịch sử đã bị dẹp đi để xây đập, làm chậm chu trình quay của trái đất. Bí mật đằng sau hiện tượng này đó là mô men quán tính khi đập ở mức trữ nước tối đa, hồ chứa có thể tới 42 tỷ tấn nước. Do một số lượng nước khổng lồ được tồn tại một chỗ, khối lượng của trái đất bị dịch xa ra trục hơn, và từ đó tốc độ quay của trái đất sẽ chậm lại. Trên lý thuyết sẽ là như vậy, thế nhưng con số thực tế thì lại không quá lớn, do 42 tỷ tấn nước chẳng nhằm nhò gì so với khối lượng của trái đất.
đất là 5.972 tỷ tấn. Các nhà khoa học của NASA tính toán rằng khối lượng nước lớn của hồ Tam Hiệp sẽ làm tăng độ dài lên 0,000600 giây, kết quả lại là 0,6 micro giây. Nếu không có biến động gì khác, vẫn tiếp tục giả định rằng hồ nước sẽ giữ nguyên ở mức trên để độ dài này liên tục được cộng dồn thêm 0,6 micro giây, thì vào năm 47.650, thời gian trong ngày sẽ tăng lên thêm 0,1 giây. Có thể nói là sự ảnh hưởng quá nhỏ để ta có thể cảm nhận được. Thế nhưng, ít nhất là toán học vẫn cho ta câu trả lời xem ảnh hưởng đó nhỏ tới cỡ nào. Sẽ được bảo vệ bởi những lớp phòng thủ dày đặc cùng kết cấu kiên cố để tránh mọi sức tấn công được nhân tạo. Thế nhưng trên thực tế, thảm họa vỡ đập vẫn có thể xảy ra. Vỡ đập Tam Hiệp từ những nguyên nhân đến từ mẹ thiên nhiên, đập Tam Hiệp quả thực là một công trình kỳ vĩ. Thế nhưng nó đã làm thay đổi nguyên trạng rất nhiều về địa hình và tự nhiên tại khu vực xung quanh đó. Và hoàn toàn nó có thể nguy cơ gây ra những thảm họa khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng được. Nếu muốn biết về thông những nguy cơ có thể gây vỡ đập và sức tàn phá không thể tưởng tượng nổi khi con đập này bị vỡ, hãy nhấn vào theo dõi video tiếp theo để hiện ra trên màn hình ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tượng chuông góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.